chào mừng anh chị đã đến với câu chuyện nội tâm bài học mỗi ngày rất là biết ơn các anh chị đã lắng nghe và đồng hành trong suốt lộ trình này câu chuyện người phụ nữ ngạo mạn người phụ nữ nhanh mất phước bó do ngạo mạn nhưng hãy nên nhớ con người muốn đổi đời được là nhờ có phước bó vì vậy đừng để hành vi ngạo mạn làm cuộc đời của mình tối đi và thay vì tập trung để làm mất ngạo mạn thì không bao giờ hết bởi vì giống như cố lấy bóng tối ra khỏi căn phòng tối thì không bao giờ xong biết ơn cao nhân đã chỉ điểm hãy thắp lên ánh sáng khiêm tốn thì ngạo mạn sẽ biến mất mời anh chị lắng nghe câu chuyện về chị đồng nghiệp a sau đây chị a là một cô gái trẻ xinh đẹp tốt nghiệp thạc sĩ ngay từ khi bước chân vào làm ở công ty a đã gây ấn tượng bởi kỹ năng và sự nhanh nhẹ của mình chị được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao hào phóng và giúp đỡ mọi người đến một ngày a bắt đầu có niềm tin mãnh liệt rằng không ai có thể làm tốt hơn chị trong công việc tuy nhiên chính điều này dần dần tạo nên tính cách tự cao tự ngạo làm ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ của chị chị A có những thay đổi, không chấp nhận ý kiến đóng góp của những người xung quanh, không thừa nhận sai lầm của mình, thể hiện thái độ bè trên với đồng nghiệp, coi thường những nhiệm vụ nhỏ. Một người vị kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Sau này, vì sự ngạo mạn nề mà chị A đã đánh mất nhiều cơ hội và phải chuyển sang công ty khác làm việc. Nếu chị A vẫn chưa có sự chuyển hóa là bản thân cần phải thay đổi thì dù đến môi trường khác vẫn có thể diễn ra như vậy. Nghe xong câu chuyện này, em rút ra được bài học. Đầu tiên là cần cân bằng biên độ dao động âm dương của tánh người. Bởi vì dương quá thì hóa âm, mà âm quá thì hóa dương. Mời anh chị đọc thêm trong quyển sách Hạnh phúc đủ làm chủ cuộc đời. Bài học số 2 là hãy thắp lên ánh sáng khiêm tốn thì ngạo mạn sẽ biến mất. Người có nhân cách khiêm tốn là người luôn khích lệ người khác, luôn nhận thức được người khác có điểm giỏi hơn mình, biết vươn lên và cúi đầu đúng lúc và nhìn nhận rằng tất cả những gì mà chúng ta có được ngày hôm nay đều trực tiếp hay gián tiếp nhờ sự dẫn dắt giúp đỡ của nhiều người. Giống như hình tượng của cây lúa, cây lúa vươn lên khi còn nhỏ và cúi đầu khi chịu hạt, con người khiêm tốn là người khi chưa có thành tựu thì phải biết vươn lên để được bồi dưỡng chứ không cúi đầu nếu không sẽ bị trà đạp và nhổ bỏ còn khi đã có thành tựu rồi thì phải biết cúi đầu xuống không thì người ta sẽ nhổ bỏ các cao nhân gọi đây là biết vươn lên đúng lúc và cúi đầu xuống phù hợp một người biết áp dụng triết lý ngu trong khiêm tốn thì mới giữ được thành tựu của mình và tập hợp được con người, giúp họ phát triển toàn diện. Thành tựu do người có được nhận thức rằng thành tựu của chúng ta ngày hôm nay là do con người mang lại. Khai mở trí tuệ do thiện đại tri thức, đạo lý do thầy cô, tư duy do chuyên gia, dẫn dắt do minh sư, chỉ điểm do cao nhân, kết nối do nhân mạch, giúp đỡ do quý nhân cống hiến gánh vác do nhân tài tương trợ do thần tài trân trọng và biết ơn anh chị đã lắng nghe và lan tỏa giá trị của tri thức này chúc anh chị thành công và hạnh phúc